Sau một thời gian học tập tại trường, em cảm nhận là bản thân mình được thay đổi về lối sống và cách sinh hoạt, thay đổi về cách suy nghĩ của mình. Thầy cô ở đây rất là vui tính, nhưng mà những lúc cần nghiêm khắc thì cũng rất là nghiêm khắc để rèn luyện chúng em lên người. Và các bạn bè ở đây thì chơi với nhau rất là hòa đồng, vui vẻ, giúp đỡ nhau trong học tập. Em cảm thấy rất là vui. Em được ở tại ký túc xá, ở được rất gần gũi với các bạn. Tối được lên thư viện đọc sách, giao lưu cùng các bạn, cảm thấy là rất là hòa đồng và vui vẻ. Thầy cô đối với bọn em thì rất chi là gần gũi ạ, không phải tạo một khoảng cách nào đó, trao cho bọn em rất nhiều kiến thức mới để bọn em mở mang trí óc ra. Học ở trường hiện tại, học ở trường doanh nhân thì có các khung giờ kỷ luật rất là tốt ạ. Em thấy học ở trường doanh nhân thì theo môi trường quân đội rất là kỷ luật, và thầy cô rất là sát sao để rèn giũa chúng em trở thành những doanh nhân trong tương lai. Tại trường doanh nhân thì rất là khác ạ. Được ở tại trường, ăn uống ngủ nghỉ có thể được gặp bạn bè, được gặp các anh chị quản lý, được tập thể dục buổi sáng rèn luyện sức khỏe, tối thì ngủ đúng giờ. Sau một thời gian thì trường đã đào tạo cho em một thói quen kỷ luật, gặp gỡ nhiều bạn mới, được học thêm những kiến thức về kinh doanh hữu ích hơn. Trong thời gian vừa rồi em đã học được những kỹ năng về marketing, về kế toán và đặc biệt là 6 vòng tâm thức. Thứ nhất là em có được những kiến thức về kinh doanh và có nhiều những trải nghiệm để nâng cao kiến thức và nhận thức của bản thân. Em học được từ các thầy cô về bản đồ cuộc đời, về 6 vòng tâm không để giúp em có mục tiêu rõ ràng hơn trong cuộc sống ạ. Mục tiêu của em là kết giao thêm nhiều bạn mới và tạo ra những mối quan hệ chất lượng. Đạt được tấm bằng giỏi có thể tạo được nhiều mối quan hệ và trau dồi thêm những kiến thức để có động lực cho chặng đường tiếp theo. Sau một năm học tại đây thì em muốn bản thân thay đổi, là trở thành một người chín chắn, một người con trai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi việc để cho bố mẹ yên tâm về con của mình hơn. Em muốn bản thân mình kỷ luật hơn, học hỏi để trở thành một doanh nhân tốt hơn. Mục tiêu của em là em sẽ trở thành một thanh sinh viên khóa 8 được mọi người biết đến, không những là mọi người mà những thầy cô, và em sẽ bứt phá để mọi người biết được đến em là một thanh sinh viên xuất sắc của khóa 8 ạ.